Chào quý vị bà con, đây là một cây bưởi đường chín sớm, mắt ghép cây đầu dòng và cho hoa rất là sớm, cây mới to bằng tiếp 27, nhỉnh hơn tiếp 21 một chút. Như bà con nhìn thấy cây ống nhựa 21 bên cạnh đã bắt đầu cho hoa, năm đầu tiên cho bói như này. Nhưng Hà Vĩ Ngon khuyến cáo là chúng ta không để hoa và không để quả những cây nhỏ như thế này, mà chúng ta nuôi ít nhất phải 3 năm trở nên, khi cây đã trưởng thành to chúng ta mới để bói thử một ít. Đây là Vĩ Ngon sẽ quay gần cho quý vị và con xem. Đây hoàn toàn là hoa thật, không phải là hoa giả. Mà nếu có những người nào có tính đa nghi tào tháo sẽ bảo Hà Vĩ Ngon sẽ dán hoa vào để quay video. Đây hoàn toàn là hoa thật trên cành già như này. Bà con để ý, không phải là hoa dán. Nếu không có những người sẽ có những suy đoán sai lệch. Đây chính là những cành già như thế này sẽ ra hoa sớm. Ở đây là những cây mà Hà Vĩ Ngon sẽ cắt ngọn để tạo tán ngay từ nhỏ. Bà con để ý, Hà Vĩ Ngon cắt ngọn đây, cắt ngọn để tạo cành già và tạo thêm nhánh như này. Thì những nhánh này chính là những nhánh già và sẽ nhanh cho quả. Bên này là cây giống phục vụ cho bà con năm 2008 vào tháng 9 âm lịch. Bây giờ mới bắt đầu ươm cây. Bên này là Hà Vĩ Ngon đang xuất cây cho khách hàng trên Hòa Bình. Bà con có thể liên hệ Hà Vĩ Ngon qua số máy 0968129996 hoặc để lại tin nhắn, bởi công việc Hà Vĩ Ngon rất vội sẽ không nghe được máy. Xuể. Bà con có thể để lại tin nhắn hoặc lên Facebook Zalo của Hà Vĩ Ngon để liên hệ.